Xin kính chào quý vị và các bạn cùng trở lại Bonsai Tiến Sự, và xin chúc quý vị và các bạn một tuần mới sức khỏe và bình an. Hôm nay Tiến Sự lại có dịp trở lại nhà bạn Hiển tại thành phố Phủ Lý. Có một số những cây cách đây vài tháng thì làm đá, và hôm nay thì về mùa này là mùa thu rồi, chúng ta có thể chỉnh răm xuống lá cho nó đẹp cây các bạn. Hai nữa là nhà cũng chuẩn bị có công có việc. Vâng, chào bác. Dạ. Vâng, chuẩn bị trình diễn. Đây là cây sung rất u bíu các bạn.
cho con mới kéo vào rồi lại xoạc chân cho nó chứ cả. Cây xanh này trước lòng lợn rất nhiều các bạn. Sau đó thì tiến sự quyết định cắt đi làm lại. Nó rất là ngoằn ngoèo, vòng vèo. Đấy, cắt lại thì chúng ta bắt đầu có được cái bộ tay nó bay hơn rồi. Đấy, được có hơn một năm đấy các bạn. Một năm sao? Vì các bạn biết là những cây lòng ngòng ấy cắt lại nhưng mà cái huyệt nó nhỏ nên là nó cũng nhanh thôi các bạn. Cái sung quả đấy các bạn này. Cái sung này thì rất là nhiều quả, tuy nhiên thì có lẽ là nó do bị khô. Đây. Chúng ta cắt thì nó cũng hạn chế quả hơn các bạn nhé. Đây. Cây sung không có một chỗ nào nhẵn hết các bạn. Đây. Không có chỗ nào nhẵn cả. Đây, mắt ra này. Đây, cây sung rất đẹp các bạn, không có chỗ nào nhẵn hết. U biếu. Rồi, được xong một số cây rồi các bạn. Xin là kết thúc ở đây nhé, cảm ơn các bạn. Lại gửi đến các bạn video những cây tiếp theo ở phía đằng này. Đấy.